Mưa kéo dài, một hố tử thần rộng khoảng 9m đã xuất hiện trên tuyến quốc lộ 16, nối huyện Lang Chánh và Thường Xuân của tỉnh Thanh Hóa. Hiện giao thông đi lại qua con đường này đã bị tê liệt hoàn toàn. Sau những đợt mưa kéo dài thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đoạn qua km 144-534 xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh đã xuất hiện hố tử thần, chia cắt quốc lộ 16 khiến giao thông bị tê liệt. Hố tử thần dài khoảng 12m, rộng 9m, sâu khoảng 10m. Tuyến quốc lộ 16 mới được thi công hoàn thành vào năm 2013, nối huyện Lăng Chánh về Thường Xuân. Do hố tử thần rộng và sâu, cắt đôi tuyến đường nên giao thông bị chia cắt. Người dân chỉ mở một lối nhỏ đi bộ hoặc xe máy qua chứ không thể đi ô tô qua được. Sau khi sự việc xảy ra, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa đã cử cán bộ lên kiểm tra thực tế, đồng thời báo cáo về Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Sau khi khảo sát, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã thống nhất xây dựng phương án khắc phục với số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng.